Thưa quý vị, hiện nay tại thành phố Đà Nẵng, du lịch với vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, thì yêu cầu phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa và bảo vệ môi trường càng trở nên cấp thiết. Di tích Đồn Nhất Hải Vân Quan là khu vực có tiềm năng và giá trị du lịch lớn. Đồn Nhất là một bộ phận không thể tách rời của di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan, tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và huyện Phước Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một di tích lịch sử văn hóa mang trong mình nhiều giá trị tiêu biểu về lịch sử, quân sự và giá trị cảnh quan, thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Do đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị Đồn Nhất gắn kết chặt chẽ với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Vào cuối năm 2016, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng chung bộ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia, và đến ngày 14 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ký quyết định số 1531 công nhận Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Cuối năm 2021, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan được khởi công thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực tế hiện nay, do vẫn đang triển khai dự án trùng tu nên dịch vụ du lịch còn manh mún, chưa xứng tầm với một điểm du lịch độc đáo riêng có của hai địa phương. Để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di tích Đồn Nhất Hải Vân Quan trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Thứ nhất, cần nghiên cứu làm rõ hơn giá trị lịch sử của di tích Đồn Nhất Hải Vân Quan, giúp người dân và du khách nhận rõ tính độc đáo, hiếm có của Đồn Nhất Hải Vân Quan, kết hợp với giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử của toàn danh thắng để thu hút khách du lịch. Thứ hai, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch, đưa Đồn Nhất Hải Vân Quan vào liên kết hình thành tour tuyến tham quan cùng với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác trên con đường di sản khám phá miền Trung. Thứ ba, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó nghiên cứu kết hợp việc du lịch lịch sử tâm linh tại di tích Đồn Nhất Hải Vân Quan gắn với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại làng Vân. Lãnh đạo thành phố cũng cho biết cần tiếp tục triển khai có hiệu quả biên bản hợp tác, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, chú trọng cơ chế phối hợp quản lý, phát huy giá trị di tích, quy định rõ trách nhiệm giữa hai địa phương, tập trung đầu tư và thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch. Với nỗ lực bảo tồn, phục hồi và tôn tạo di tích Hải Vân Quan của thành phố Đà Nẵng, tin tưởng rằng trong tương lai, Hải Vân Quan sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, một điểm dừng chân thú vị của du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng.